Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Acufei có model là E650. Đây là hàng công ty. Em sẽ bóc ra và sẽ quay chi tiết để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Đây là cái hộp không có quyển catalog này. Đó, catalog E650. Khiển dây nguồn. Vâng, em đã bê được chiếc âm ly ra và bây giờ em sẽ quay chi tiết để giới thiệu đến quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc âm ly này. Nói đến cái dòng thương hiệu Acufei thì các bác đã biết rồi. Đây là một trong những cái thương hiệu hàng đầu được sản xuất tại Nhật và ở thị trường Việt Nam được rất rất nhiều anh em ưa chuộng cái mẫu âm ly này. Chiếc âm ly Acufei E650 chạy mạch thuần Class A với 30W trên một kênh, đó, phù hợp với nhiều dòng loa, đó. Và một lát nữa em sẽ hướng dẫn các bác kết nối cái cạc này, đây là cái cạc cạc DAC 50 để hướng dẫn các bác để cách kết nối cái cạc này để vào chiếc âm ly khi để các bác dùng giải mã nhá. Và nhiều bác hỏi với em là cái cạc này thì mình sẽ đầu tư nó sẽ mức tiền nó phù hợp hơn nếu mà các bác chỉ dùng giải mã không thôi. Đó, các bác chỉ dùng giải mã không thì các bác mua cái cạc này thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với những chiếc đầu CD. Thì đương nhiên đầu CD thì mình vừa chạy được CD vừa chạy được giải mã. Thì cái đầu thì cái cạc này thì chạy duy nhất mỗi cạc giải mã và USB đây các bác. Đó. Và đường đồng trục này, coaxial này. Đó. Và optical USB đó, đương nhiên là nó sẽ không được bằng, nó chỉ thua mỗi chiếc đầu CD là có phần giải mã. Về hình thức cơ bản thì chiếc âm ly này thì rất là đẹp và em đã kết nối điện sẵn đó. Sang cái sang cái đời E600, E650, E800 là chạy mạch Class A thì hãng đã cải tiến lên cái đồng hồ có cái kim vẩy đây. Cái đèn tia đó là cái sử dụng đèn tia rồi. Còn những cái đời từ 560 xuống đến 550 là đều sử dụng cái kim đồng hồ vẩy và cái đèn số đây đó. Chiếc âm ly này thì hàng công ty anh Duy điện 220 rất đẹp luôn, đẹp như mới và cái giá thời điểm hiện tại vô cùng là tốt luôn đó. Chiếc âm ly này các bác nhìn không, rất mới nha, em sẽ quay rất chậm để các bác cùng trải nghiệm. Đó. Về cái model E650 này, nếu mà về chạy thuần Class A bây giờ nó chỉ đứng xếp sau con E800 thôi. Đó. Cái dòng Acufei thì sẽ phân biệt sang hai cái mạch khác nhau, mạch A, Class AB và mạch Class A. Mạch của Class AB giờ cao nhất là con E5000 là con cao nhất, xong đây là con 4000 và E480. Và dòng Class A này thì con E650 này nó là con đứng nhì bảng sau con E800. Đó, con này thì là điện 220V. Đó, em sẽ quay tổng thể để các bác cùng trải nghiệm này. Thì máy móc thì rất đẹp rồi, như mới tinh luôn. Và những dòng âm ly Acufei này ghép với những dòng loa như Tainoi hay JB hay BMW đánh vô cùng hay nhé các bác. Đó. Đây là cái hồi hai bên, hồi gang và sơn định tĩnh điện. Đó, rất đẹp. Đây thì đôi khi là
gần như là có những bụi thì mình sẽ lau thôi. Và đây là phía sau máy của chiếc âm ly Aquafil E650. Còn nguyên tem của công ty. E650 chạy hai cầu loa AB. Đó, hai cầu loa AB và cái mức 3W trên 8 ohm đánh được rất nhiều dòng loa. Và bây giờ em sẽ kết nối cái card DA này để các bác cùng trải nghiệm nhá. Thì card DA này thì hãng những chiếc âm ly của hãng Acoustic thì sẽ làm sẵn hai cái đường option đây. Các bác có thể cắm vào đâu cũng được. Option 1 hoặc option 2 đều được. Đó. Cái này thì nó rất là đơn giản thôi. Thì các bác nhớ tháo ra, các bác nhớ giữ này nhá, không đến lúc mất cái này thì mình sẽ không có để mình thay thế vào. Đó. Thì khi các bác kết nối cạc này thì các bác sẽ kết nối theo cái đường cái chiều này nhá, kiểu chiều chữ như này này. Đó. Thì ở đây nó có cái rãnh. Ở đây nó có rãnh, các bác đưa cái cạc này vào trong. Đó. Đưa vào đúng cái rãnh này thì gần như là rất là đơn giản. Đó, bởi vì khi tất cả ở đây nó đều sử dụng chân cắm này, những cái dòng chân cắm này đều mạ vàng hết này các bác này. Đó. Những cái đồ đắt tiền thì nó sẽ làm rất là kỹ lưỡng, đều mạ vàng hết. Đó. Những cái mạch những cái vỉ DA50 này thì nó rất hay rồi. Đó. DA50. Thì sau khi làm thì các bác sẽ tháo cái này ra. Đó, khi sau khi các bác sẽ tháo cái này ra. Đó. Tháo này ra thì tháo ra xong các bác phải vặn giữ đây lại. Đó. Bởi vì nó dùng bằng gen hết mà. Đó. Mình vặn đây thì nó sẽ giữ được cái cạc này để cho vào vị trí nó tiếp xúc tốt hơn, không đến lúc là nó sẽ chập chờn. Đó. Nói chung là hãng thì người ta làm rất là xịn sò rồi. Đó, khi mình đang kết nối vào cái đường option 1 rồi thì các bác muốn chạy giải mã thì các bác sẽ đường quang thì các bác sẽ cắm vào đây. Đó, quang từ TV xuống các bác cắm đây, USB các bác cắm vào đây. Còn đường coaxial thì các bác sẽ cắm vào đường đồng trục này. Khi mà bác cắm vào đây đang ở option 1 nhá thì các bác sẽ mở cái này sang option 1 đây, nó có option 1 và option 2 đây. Đó, thì để thì các bác sẽ rất là tiện lợi hơn. Đó, thì mình sẽ vặn về cái option 1 option 2. Đó. Rất là đơn giản thôi, cái này thì nó không có gì mà cầu kỳ cả. Đó. Acufe E650. Con này là điện 220V từ 50 đến 60 Hz. Con này là công suất tiêu thụ điện năng là 290W. Đó, đây là tất cả các đường tín hiệu đầu vào. Đó. Rồi, con máy thì vô cùng đẹp luôn. Các bác kia những dòng này thì các bác yên tâm chơi, chỉ có mỗi cái vấn đề là các bác đó, rất là mới. Vâng, video clip và đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.